xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới nghe cô chào đó nha. Cô chào Thế Kỷ nha. Con chào Thế Kỷ luôn hả? Trời, chắc là cũng lâu lắm rồi chưa có nhiều bạn fan nào nghe được cái câu chào này của tôi đúng không? Trời, lâu lắm rồi tôi mới vô lại Minecraft mà. Thì á, dạo gần đây á, tôi thấy là có rất là nhiều bạn fan bảo là trời ơi sao mà lâu quá rồi không thấy anh Phong quay trở lại Minecraft ta. Anh ơi quay lại Minecraft, quay Minecraft cho bọn em xem đi. Cho nên là ok được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình tiếp tục làm về tựa game Minecraft này á, thì đừng quên là hãy comment xuống bên dưới cho mình biết. Và đừng quên là nhấn nút like video này nữa nha. Nếu như video đạt được 3.000 like thì tôi sẽ làm tiếp tập tiếp theo là Minecraft nha các bạn. Nhớ nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Go. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì đây các bạn? Thì như các bạn đang nhìn thấy ở phía dưới chân của tôi nè, đó, đây chính là một cái block. Thì ngày hôm nay mấy bạn nhìn mấy bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi One Lock ở trong Minecraft nha các bạn nha. Sinh tồn One Lock đó. Nhưng mà lock lần này là Lucky Block đó. Hả? Ủa mà One Lock này thì có gì đâu, tính ra cái này chơi từ mấy ngàn năm chứ gọi chân phèo, có gì đâu mà vui. Trời ơi, vui lắm. Có cái này vui lắm mà tại sao không biết thôi. Đây Phong cho Sam coi nha, đây. Ở trên tay của Phong chính là block, Lucky Block Sammy đó. Ủa, đẹp quá giờ, nhìn tôi xinh quá vậy ta. Wow. Xinh không, xinh không? Trời ơi, tôi nhìn tôi còn thấy xinh mà. Trời ơi, gì đâu mà dễ thương quá ta. Người yêu tôi xinh dữ trời. À, mà khoan đã, tôi còn nhớ là còn có lúc cái block mặt của tôi nữa mà. Đó đâu, hình như là Sammy giữ á. Sammy đặt cái giúp tôi đây. Đi đây, trời ơi, chắc là đẹp trai lắm á. Chắc là đẹp trai lắm luôn á. Ủa? Trời ủa gì kì ấy? Ủa sao một bên thì là con gián, còn bên là mỹ nhân vậy? Ôi là tôi thấy cái trò này nó hơi bị gọi là không công bằng nha. Cái gì mà Sammy đẹp quá trời còn tôi thấy ghê vậy? Ai biết đâu, cái này là do map nó vậy. Tôi là tôi không biết gì hết trơn nha. Đó. Rồi rồi ok thôi, tôi cũng đâu có dám trách Sammy gì đâu. Rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây cho cái này nó rộng ra Sammy. Rồi ok, đặt rộng rộng ra như thế này là được rồi nè. Bây giờ Sammy ơi, tôi đưa cho bà cái block của bà nè, còn bà đưa lại block của tôi đây cho tôi đi. Trời okay. Ơi. Tôi nhìn cái block của tôi mà tôi chán, tôi không muốn nói luôn các bạn. Trời ơi. Ok cái này rồi. Là cái sự nhân nhường hiểu không? Con gái xinh đẹp là được vô trong lễ thì may mắn hiểu không? Còn rồi. Không xấu xí. Bây giờ Sammy hãy thử đập block lúc kia block trước đi. Đập đi. Này tôi may mắn lắm. Trời! May mắn cái đầu bà đi con. Trời ơi rồi trời xong. Ơi đâu ra cái con gọi là gì ta, cái con xì la nó bự dữ vậy ta. Trời ơi rớt xuống một cái thôi mất hết block luôn rồi các bạn ơi. Không khỏi sao đầu không sao. Không sao sao mình đập cái này hồi là mình được lại à. Trời. Ô! Ô! Ngon vậy sao lấy sao lấy sao được lấy? Quyết cùng kim cương. Ơ nhưng mà có cúp đâu mà đập giờ. Trời ơi. Sao vậy? Sao. Bây giờ mình thử đập block của mình đi. Bây giờ thử đập block không cần nha. Hey. Ừ. Được vậy. Ô quá trời hoa, hoa hoàng quá vậy trời. Trời ơi, đừng có mấy bông hoa à. Ủa mà sao Sam dục vậy? Ủa sao Sam dục vậy? Là hoa thúi không à, hoa độc không à, ông cầm làm gì? À hoa độc hả? Phong tưởng là hoa tặng cho Sam mà Sam lại dục. U cái gì đây? Trời được mấy cái xương với lại mấy cọng chỉ. Trời ơi, được cái gì đâu trời. Rồi đập tiếp nè. Rồi. Trời ơi. Trời ơi rồi mất cục kim cương rồi chứ nhiêu rồi. Mất cục kim cương luôn rồi. Trời nó xui dễ sợ. Ok thôi bây giờ mình đập cái lock của Sam đi. Mà lock của Phong đây, xui đây quá. Rồi. Lock tôi đây, đây. Được gì ạ? Cái gì vậy? Ô lock tiên. Mấy cái bình này hình như là Sam chọi ra là nó được đồ thêm á. Đây, may mắn nè, cái gì nè. Ô! Gì đây? Ô, quá sắc quá trời sắc. Trời. Cái gì vậy? Hai lớp luôn kìa. Ui táo vàng. Táo vàng, táo vàng. Đây rồi. Ui được con chó nè Sam. Đây được con chó nè. Ê, con chó này nó có dòng cổ màu cam nè, tí nữa mình đặt tên cho nó là đậu đi Sam. Y chang luôn. Ờ, cái này nhìn giống đậu nè. Rồi cho Phong cái táo vàng nè, cho chắc nè. Rồi, ok, rồi. Trời ơi, đặt một hồi ra nó ra một đống đồ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống đây để đập tiếp nha. Rồi, bây giờ mình đập cục này thử nha. Hey. Trời ơi. Sao ông văn nghe ông đòi trời ơi. Sao lần nào tôi cũng xui hết vậy? Lại lần nữa nha, Sam nè. Hey. Ui. Trời ơi, một đống heo. Trời đống heo nhưng mà rơi ở dưới rồi. Hôm sau giờ mình đập cục này đi. Ui. Đó, con chó thôi. No. Rồi xong, con đậu ơi. Con đậu bị gì? Giải cứu đậu. Trời no. Ơi, không có kịp rồi Phong ơi. Trời ơi, trời đậu ơi. Bé đậu đã bị kẹt vô trong cái kim tự tháp sao chết queo rồi. Trời ơi, không trời sao. Trời ơi, đúng khó luôn. Đây để Phong. Để Phong đập mấy cục trong đây kiếm đồ. Ui trời. Rồi, có cục kim cương rồi. Ui đây. Được cái giếng thần nè Sam.
cái giếng thần này là mình thả đồng xu xuống là mình sẽ được một cái gì đó may mắn nè, thả thử nha. Chắc không, chắc không, tôi nhìn coi. Rồi, có gì may mắn không? Ủa, có cái gì vậy? Không? Có cái nịt Phong ơi. Ủa? Đi Phong ơi. Thôi để Phong chọn thử lại coi. Rồi đưa cái nè. Được gì ạ? Trời ơi, được mấy củ khoai. Đang đói bụng, được đồ ăn đang đói bụng chết. Ờ cũng đúng, cũng đúng, được 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 mấy củ khoai cũng được rồi. Ok, bây giờ tiếp nha. Đặt tiếp đây. Này là gì đây? Ô! Trứng rồng Sam ơi. Trứng rồng được gì, trứng rồng làm gì? Phong được với cái trứng rồng nữa nè. Trời ơi, trứng rồng có được cái gì đâu. Ha, trứng rồng cũng được gì đâu ta. Tiếp đi. Ừ. Đặt cái này là gì? Wow, Sam ơi, được cục thịt zombie, Sam ơi. Trời ơi, ông wow, cái gì cái gì, kỳ cái gì. Wow. Ui, tôi được cho mấy con chó nè. Đây, 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 có mấy con chó làm bạn. Rồi, đập được một bông hoa, Sam ơi, đây, tặng cho Sam bông hoa. Thấy rồi, thấy không? Trời ơi, dù là lâu rồi không vào Minecraft nhưng mà vẫn phải thả cơm chó cho các bạn coi, hiểu không? Đấy, có cơm, có con chó bên cạnh cơm. Ủa, con này giống đậu vậy? Nè, đậu rồi đúng không? Con này nhìn giống đậu nè, mình chọn này làm bé đậu nha, ok? Trời ơi, rồi, giờ đập thêm đi, nhiều quá nè, mà nhiều bây quá giờ nè. Cái lúc kia block nó nằm đâu rồi? Nằm bên dưới này đúng không? Ở đây, 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 nằm đây, nằm đây, rồi đập tiếp nè. Ui, trời ơi, sấm chớp. Ui, sấm. Trời ơi, được mấy cái lóc nè. Thôi, Sam ơi, mình mở rộng cái đảo ra đi. Cái đảo mình nó hơi bé, mình mở rộng cái đảo đi. Cái đảo mình bé quá à. Đây, 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 tôi có đầy đủ màu luôn nè Phong ơi. Lục, lam, chàm, tím nè. Rồi, mấy bạn ơi, bây giờ mình với Sammy sẽ mở rộng cái đảo chúng ta ra. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại tiếp nha. Ôi, Sam. Ông nội. Tự nhiên Sam, tự nhiên Sam đứng trước mặt Phong chứ vậy. Vô gì, tôi đang đặt lóc luôn á. Ôi, rồi, rồi. Sammy bị chó đuổi. Trời, bị chó dí rồi. Trời, dí rồi. Anh đành phải hy sinh mấy em chó thôi. Không thôi, mấy em chó sẽ tiêu diệt Sam mất. No, trời Sam biệt. Em là chừng nào mà mới đập được cái lắc của mình vậy? Hồi chừng mình đập lắc cái lắc chứ đập lắc mình. Tôi muốn đập lắc của tôi nhiều hơn. Rồi, từ từ, bây giờ mình phải mở rộng cái này ra đi. Rồi Phong sẽ lấy bà lóc cho Sam đập. Rồi, đi, đi, nhanh. Rồi, tôi hết lắc rồi, ông đập tôi xuống là tôi hết rồi. Này không? Rồi, ok bạn ơi, bây giờ mình đã mở rộng ra được một cái mảnh đất cũng không to lắm. Nhưng mà mình với Sammy sẽ đập lúc kia bà lóc của mình ở trên đây nha. Rồi, bây giờ Sam đập trước đi. Rồi, đây, đập để nè coi. Chiếc giếng thần. Rồi, được cái gì đây? Con nhiều tiền. Sam ơi, là con. Trời ơi. Tôi giếng thần cho con nhiều tiền. Cái đảo mình mới vừa bự được xíu giờ bé lại. Sao vậy, nó bé lại vậy nè Phong ơi, vậy nè. Ê, giờ tôi có lóc kim cương rồi Phong ơi. Giờ nó đập ra tôi lóc kim cương luôn nè. Này có cái lóc kim cương. Tôi mệt quá, đây đây, bên đây có lóc của Sam, để tôi đập thử lóc của Sam tiếp nha. Ok, được gì đây? Không được lóc hết. Lóc tôi xui vậy luôn rồi, trời ơi. Ui. Lấy đồ. Trời ơi, cái bài lóc của Sam đập một phát nó ra nguyên một cái tòa. Cái này cái tòa gì đây? Cái tòa nhà hả? Ui. Tòa gì nè? Ê, con đừng đi, con đừng đi. Đây, đây, bên này, bên này, bên này. Nó có gì đây? Hình như là hãy gẹt cái cần này để mở nè, sao phải không? Thử nha. Mở nè. Ủa? Ô, mình được dịch chuyển lên trên đây, Sam ơi. Ôi, đã quá, trời ơi. Em wow. Không đã lắm nha, tôi thấy cũng không zombie đã lắm nha, tôi thấy trên đây có zombie, Sam ơi, cũng không đã lắm nha, cái Sam này ơi. Không đã lắm nha, làm sao xuống vậy ông ơi. Đó, mình đánh zombie đi, đánh con skeleton nè. Mình có chó sói mà, lo gì, mình có chó sói mà. Đúng rồi, hay quá. Đẩy xuống, rồi, ok. Ủa, con nhện. Quýt nhện, nhanh. Đó. Mày như vậy, ok. Đó, trung thành quá. Ui, Sam ơi, tôi thấy ở trên đây bọn mình có thể đặt block ở trên này được á nha. Được á, tôi nhìn thấy block đặt trên này. Này, để tôi quýt zombie. Có cái rương á Phong ơi, có rương nha. Trời ơi, ở trên đây nó có mấy cái con bộ xương này khó chịu quá, chó sói đâu tấn công bộ xương cho anh. Nhanh lên, đúng rồi, ăn thịt nó đi. Ăn thịt nó, đúng rồi, ăn thịt nó đi. Đúng rồi, hay quá. Rồi, được rồi, Sam ơi, bây giờ bà lấy lúc kia bà lóc ra, tôi bà đập ở trên đây đi. Rồi, ok, Sam ơi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu đập lúc kia bà lóc nè. Trời ơi, trời. Okay. Quá mệt luôn. Cái lóc tôi xui lắm, đứng xa vô, Phong ơi, đứng xa vô. Rồi, Phong, đứng xa xa nha, rồi, ok. Ui, 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 ui. Cái gì đây? Ui, không có gì hết trơn. Không có gì hết, rồi, okay, tới lượt Phong nè. Rồi, đứng xa. Ui, trời ơi, may quá, đang đói bụng luôn. May quá. Trời ơi, đói bụng quá, đang đói rồi, bụng luôn. Rồi, ok, thấy không, Phong may mắn rồi, còn Sam xui xẻo nè. Rồi, Sam tới Sam đó. Ra, đứng xa xa ra, xui đó. Cái gì đây? Rồi, lại giếng thần, nó sợ vậy. Tôi sợ cái giếng này lắm nha. Chạy nha. Tôi biết cây mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, gặp cái giếng thần là xui không à. Sao mà xui dữ vậy trời ơi, là trời đất ơi. Thôi Sam ơi, rồi có mấy con Reaper nó chặn đường tôi luôn rồi Sam ơi, tôi hết đi được rồi Sam ơi.
Ủa giờ sao, tôi đang game này nè. Để tôi sẽ lấy thử coi có vũ khí gì không. Đấy, hay quá, có cây đinh ba nè. Đây rồi, con creeper, lại đây. Creeper. Ây da, trời nó nổ cái tôi còn có 2 tim mà sao rồi, ơi. Rồi, tôi đi luôn rồi. Ui, có thêm một con ở đây nữa nè. Trời ơi, tránh ra. Mày hả creeper, rồi ok. Để Phong dịch chuyển lên lại nè. Ủa, Sam đâu rồi? Tôi đi luôn rồi, tôi trở lại coi. Trời ơi, Sammy banh chành nữa bạn ơi. May quá vẫn còn giữ lại được mấy cái block của Sammy nè. Rồi Sammy đập tiếp đi Sam. Đây, tôi thấy tôi xui quá luôn á Phong ơi. Thiệt luôn á, từ nãy giờ đúng xui luôn á. Con gan. Rồi tiếp luôn á, từ từ. Để nghỉ ngơi cái từ từ, nãy sốc tinh thần quá. Người tuyết rồi. Người tuyết biết bay hả? Ê, nhưng mà từ từ để tôi đi tìm, tôi lượm lấy mấy cái block của tôi cái ra từ. Đây, tới lượt block của tôi nè, block của Sam không có gì thú vị hết. Ủa trời, block của tôi ra mấy cái vậy. Rồi, mấy con chó cái đâu rồi? Rồi bắt đầu thú vị rồi đó, có con zombie là thấy thú vị rồi đó. Con chó ôm để cắn nó coi. Từ để tôi tìm coi có vũ khí gì không, cái gì đây? Cái bình tôi uống có vô 5 viên emerald để coi đổi được gì không? Uống cái bình này vô được gì đây? À trời, được tốc độ chạy hả? Trời ơi, không được gì hết trơn á. Để tôi tìm cái vũ khí đây. Rồi xong rồi. May quá, còn sống, tôi còn sống, ông đi rồi. Cái thiệt sự từ nãy giờ sao toàn gặp bơm có vậy trời. Ủa con zombie vẫn còn sống luôn hả? Còn sống. Nè tôi thử quay rồi, xong tôi nốt luôn. Rồi xong, Sammy đập được nguyên con creeper cưỡi cho con ngựa. Rồi nó nổ trời kìa. Trời ơi, nổ kìa. Trời ơi, cái gì đâu vậy? Rồi, bây giờ đập tiếp nè. Trời ơi, từ nãy giờ muốn sinh tồn mà chưa kịp sinh tồn, thấy toàn gặp cái gì đâu không? Cái mũ bằng vàng đội vô được gì không? Không được gì hết. Trời ơi, ok rồi, tiếp được cái máy nghe nhạc. Trời ơi, là cái giếng thần nữa. Đây, cái giếng thần của tôi là may mắn, chắc chắn 100% là may mắn. Trời ơi, thấy chưa? Sao cái giếng của tôi toàn bom không vậy? Giếng của tôi là một phát một ra tan kim cương cho tôi, là tôi lượm kim cương mới được. Ê, là cái cương không có que, không có gỗ rồi, lấy gỗ làm que rồi làm kiếm đi nè. Đúng rồi, mình lấy gỗ mình làm kiếm, nhưng mà giờ chưa có gỗ. Từ đập thêm này coi. Đây kìa, có gỗ không? Có cây rìu à, trời ơi. Tiếc ghê. Rồi tiếp theo là gì đây? Cái bình thuốc. Bình thuốc này sẽ tăng được kháng lửa hả? Không được gì hết trơn á. Tào lao à. Cái này là gì đây? Sữa. Trời ơi. Rồi tới lượt Sam á. Trời ơi, sợ hay thôi, đặt 3 lần cùng lúc đi thử nha. Không có gì hết trơn. Rồi tiếp. Rồi, ủa sao được cái chơi vậy? Ủa được cái rìu. Nhìn sẵn nha, rìu được gì không? Không được gì hết trơn á, trời ơi. Đây. Rồi để Phong thử nè. Trời ơi, cũng không có gì hết Sam ơi, kỹ ta. Rồi, quái vật xuất hiện. Quái vật xuất hiện. Bình thường, mấy con này bình thường, không có gì hết trơn. Mấy con này bị mặt trời. Ôi ơi, con này có nha. Con này mới có sao nè, trời ơi. Ủa, muốn thuốc kháng lửa đi không? Từ, thuốc kháng lửa, đây, thuốc kháng lửa. Ui, uống thuốc kháng lửa vô, tôi sẽ không sợ nữa. Chơi mày đi. Ê, Sam ơi, thuốc kháng lửa này nó có 1 giây vậy Sam. Trời ơi. Cái rìu đâu, lấy cái rìu đánh nó. Tôi đang lấy cái rìu đánh nó nè. Rồi, sắp đi rồi. Mày. Rồi, một con rồi. Sắp đi hết rồi. Đây, tôi có rìu, tôi cũng Phong còn có một mấy à, Phong còn có một máu à. Đây, con này. Trời ơi, nó bay luôn kìa. Cay quá. Trời ơi, cái quanh lắp của chúng ta bây giờ nó cháy tanh bành hết rồi bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó tưng bừng khoái lửa luôn, không thấy không? Chưa kịp làm cái gì luôn á trời. Rồi tiếp nha Sam ơi, đây tôi đập tôi này, kiếm. Này có cái rìu này, đây tôi cho ông cái rìu này đó để cái phòng thân. Được, tôi cầm cái rìu cho chắc ăn, lỡ con quái vật gì tôi còn đánh nó được. Rồi cái gì đây? Không có gì hết. Ủa. Rồi. Cái gì đây? Sóng thần hả? Sóng thần nữa hả? Sóng thần đây rồi, đến tôi nha, đến tôi nha. Tới lượt Sam đi. Trời ơi, mấy cái mía. Ui, cái gì đây? Cái cột hả? Trời ơi, không có gì hết trơn á. Rồi, xong cái gì luôn? Cái giường ngủ. Đây, may quá, cái chúng ta cũng rất là cần đó chính là giường ngủ, đi ngủ á Sam. Ủa, lô điểm hồi sinh hả? Đúng rồi. Không cần đâu. Trời, tối thì mình có thể đi ngủ, hiểu không? Rồi, tiếp đi. Rồi. Trời ơi, mấy con gì vậy? Ây da, sao nó cầm cung nó bắn cái ghê vậy? Chết tôi rồi mấy má ơi. Trời ơi, nó bắn liên tục. Trời ơi. Ba ơi, cứu con. Ê Sam ơi, Phong được dịch chuyển lên trên đây nè. Sam lên đây trên đây với Phong cho đây, an toàn. Đây, tôi lên được. Rồi ghê quá. Thôi trên dây này đi, trên này an toàn. Thôi mình lên trên này đi cho an toàn. Trời, tôi biết thành con nhím luôn rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn người tôi nè. Tôi biết thành con nhím luôn. Tôi biết thành con nhím mà không thấy thôi. Khổ thiệt sự đó trời. Thôi okay. Lên trên này đi. Trên này, mình đập trên này đi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ thì tôi với Sammy sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời ở
làm lại cuộc đời ở trên nóc nhà nha các bạn. Đó, bọn tôi okay. hết xuống dưới được rồi. Rồi bây giờ tới lượt Phong đi, để Phong hey, hy vọng sẽ kiếm được cái gì đó an toàn. Wow, bộ giáp, cái này là để sinh tồn được à. Tôi muốn sinh tồn mà từ nãy giờ toàn gặp gì đâu không à. Cái hợp lý là ủa cá nào có đồ ăn nè. Cái này đồ ăn được nè nha. Cho tôi cái giáp đi, cho tôi cái giáp đi. Tôi giờ người tông teo lắm, bây giờ người tôi lộ lỗ không à. Đây đây, Phong cho Sam cái giáp da nè. Lạnh lẽo lắm, bây giờ cần cái giáp gì đó. Ê, okay. Sam ơi, bây giờ nè, Phong chỉ nè, có cái rương nè, mình giữ cái rương lại để cho nó an toàn đi. Chứ thôi thấy cái rương này nó hơi nguy hiểm. Để góc xa xa vô, đứng xa xa vô, rồi mình cất đồ mình vô. Mình để lúc cái block của mình vô trong đi, chứ từ nãy giờ thấy rớt mấy lần rồi đó. Tiếp nha các bạn ơi. Rồi, tiếp nè. Trời ơi, con zombie nữa. Quýnh xuống, quýnh xuống. Đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Đúng rồi. Đẩy xuống. Đẩy, đẩy. Xuống dưới đi, xuống nè con, xuống nè con, nghe chưa? Mạnh cỡ nào không tôi bằng mình được. Rồi tiếp nè. Rồi cái giếng đó rồi, từ từ lại cái giếng, tôi ghét cái giếng này, đừng nữa đâu, không sợ. Tôi nghĩ là cái giếng này chúng ta không nên đụng đến đâu các bạn, cái giếng này nguy hiểm lắm. Thôi dục đi, dục đi. Giếng bom với giếng thần gì trời ơi. Rồi, ok rồi, tới lượt Sam á, Sam đặt cái đi. Rồi. Trời ơi, ốc được con ốc. Con ốc mà. Trời ơi. Đây đây, đẩy đó, đẩy đó. Ê Sam ơi, trên con dâm, trên cái con gripper nó có chữ fan kìa Sam. Ồ fan hả? À, fan hả? À. Sao fan mình nổ vậy? Rồi, một con xuống rồi, một con xuống rồi. Rồi. Rồi, rồi xuống rồi. Trời ok, ơi. Ok. Thế tôi rồi. Là luôn điều xui xẻo không? Ủa gì vậy? Bây giờ Phong với Sam cùng đập luôn đi để coi ai ra được gì. Rồi, trời rồi, rồi. Chạy. Rồi, tiếp nè, cái bình gì đây? Ui, bình thuốc. Ồ, kim cương đảo rồi, kim cương có cái bàn chế tạo không? Chứ tôi cần cái bàn chế tạo. Rồi tôi làm đồ. Đôi giày này sẽ không được gì hết. Ê, mấy ba cái chơi độc kìa chứ. Rồi. Trời ơi. Em may cái hộp còn nguyên. À, cái hộp còn nguyên hả? Trời ơi. May đấy, cái hộp rương này còn nguyên. Trời ơi, ok. Tiếp sao mời, Rồi. Đứng xa xa vô. Hải hùng quá. Bánh kem, ngon. Rồi. Ồ, không có bên đường. Ồ, lắc này không cần. Mà cái lắc đá này đâu bây cần đâu. Bây giờ không biết Sam cùng đập đi ra, mình ra được cái gì mình lấy cái đó. Ok, trời tôi bị cháy rồi. Ê, cần lắp mấy lại không? Cần lắp không? Tôi lắp cho. Lắp cái gì? Lắp cái sàn á. Thôi không cần đâu. Mình làm đập block cho nó nhanh để mình lấy đồ nè. Ok. Trời ơi, cái gì đây? Sự kết hợp gì đây? Trời ơi. Mà skeleton nữa chứ. Trời ơi, nhện mà skeleton nữa chứ. Cứu tôi còn xíu máu mà cứu. Rồi. Thôi Sammy đi. Cố gắng ở bên đó nha, Phong bên này rồi. Sao quá. Rồi, tôi còn một máu. Cố lên. Gì, Sammy còn một máu hả? Đây, Phong có cái này cho Sam. Cái gì? Cái này là thuốc để hồi máu. Ủa đâu rồi? Có đồ ăn nè, Sam lấy đồ ăn đi. Đây, cô ăn. Trời ơi, tôi đói quá trời. Đứng xa. Trời ơi, tôi đang hồi máu rồi, trời ơi. Tại cái cục này nó nổ, đâu biết đâu. Còn đâu có ý đâu Sam. Đây tôi qua tôi lấy đồ rồi mệt ghê luôn. Đã còn máu còn đứng bên cạnh đập vlog nữa chứ. Ác độc thật sự. Rồi zombie nữa trời. Ê, còn zombie này nó khỏe quá. Nó quýnh tôi hai cái tôi chết queo rồi. Đây tôi còn vlog. Đây chia cho ít rồi. Chia cho ít rồi. Lấy còn vlog không? Hết rồi. Đây còn đó. Còn vlog của tôi. Đập đi. Rồi cái đe nè. Rồi cái gì đây? Rồi nhiều màu khác nhau. Rồi mấy cái bài lóc màu không hết. Ui con câu. Không con dê. Ê bây giờ tôi có bao sợ gì đâu. Bây giờ tôi nên bỏ giếng xuống không? Chắc tôi đâu có sợ gì nữa đâu. Ông muốn thử không? Rồi bây giờ Sam thử bỏ đồng xu vô cái giếng coi cái giếng được gì nè. Từ từ cái coi đang đuổi tôi là tôi sợ quá. Rồi giờ có ba cái giếng tròn giếng nào không? Bây giờ thế nào giếng nào cũng cần hết á. Giếng này đi. Phong thấy cái giếng ngay chỗ này được nè. Rồi cái gì đây? Ô, phải tay. Đồ ăn. Ê tính là ông quăng đồ xuống là được á, Ô! Thật. Đã. Gì nữa đây? Wow, kim cương. Ở trên mã rơi dưới hả? Ok bạn ơi, nói chung là ngày hôm nay thì tôi với Sammy hai đứa bọn tôi cảm thấy cuộc đời trong cái quanh lóc này nó bất ổn quá bạn ạ. Mà lóc khuôn mặt của tôi hay mà lóc khuôn mặt của Sammy cái nào cũng bất ổn hết, không có cái nào may mắn hết bạn ơi. Đó, nói chung là Sukana si mụi. Đúng rồi, hôm nay Sukana quá bạn ạ. Rồi, ui, còn một lóc của tôi nè, đập thử. Rồi được gì đây? Được mấy bình sữa hả? Thôi trời, tào lao quá. Ok các bạn. Vậy là coi như ngày hôm nay thì tôi với Sammy không làm được gì hết nha. Nói chung là vô quậy banh cái quanh lóc luôn không được gì hết trơn á. Trời ơi, trời tính sinh tồn ai về đâu, vô xong tàn gặp xui xẻo hết là banh chành luôn. Hey, thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại các bạn ở một vlog sinh tồn nghiêm túc hơn, chứ lần này tôi thấy là bất ổn quá. Sống thần hả? Trời ơi, cái gì vậy, cứu tôi xui quắc luôn. Thôi Sam ơi, đừng đập nữa, tôi thấy lúc kia vlog của tôi với bà lúc kia vlog nào cũng xui xẻo với nhau vậy á. Ok, xui băm xác luôn. Được rồi, còn bây giờ mình nghĩ rằng video đến đây cũng rất là dài rồi, chơi mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này và muốn mình với Sammy sẽ tiếp tục làm về Minecraft cho các bạn xem thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha.
Còn Gia Hi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.